để ra đi trắng tay á. Bố, bố là bố của con đây mà. Đi đừng bắt tăng cổ nhá. Anh ấy, của người hãm hại em. Anh có một bí mật rồi bạn. Ghét anh quá rồi. Ơ, anh đã về rồi đấy ạ? Anh có thấy mệt không? Nhìn thấy em làm, mọi muộn phiền tan biến hết rồi. Anh này, chỉ là cái khéo miệng thôi. Thôi đi vào đi tắm đi, xong rồi em vào hâm lại canh. Ừ, được rồi. Em bảo này, tuần sau Trang nó về nước đấy. Cái gì cơ? Nó về nước á? Ừ, em không thích à? Đâu có. Em bất ngờ quá thôi. Em tưởng là anh bảo con gái anh ở bên nước ngoài định cư luôn, không về nữa cơ mà. À, lúc đầu thì cha nó cũng tính như vậy. Nhưng mà anh già rồi, đang định kéo nó về để phụ anh kinh doanh nữa. Chứ đến lúc anh mà nghệnh ngãng thì ai chăm lo cho công ty đây? Vâng. Mọi thứ vẫn như xưa bố nhỉ? Ừ, bố vẫn để mọi thứ theo ý con. Giờ con về là tốt rồi. Bố cứ sợ là con ở mãi bên đấy thôi. À, Trang này, mẹ có món quà này dành cho con. Hy vọng là con sẽ thích. Cái gì vậy mẹ? À, một vài bộ váy mà. Lẽ ra là mẹ tính rủ con đi, nhưng mà biết con mới về nước, chắc là bận đi cả bạn bè, nên là mẹ tự ý mua đấy. Con cảm ơn mẹ nhá. Cảm ơn em, cảm ơn con. Bố cứ nghĩ là hai người không ưa nhau cơ. Vì dù sao thương cũng bằng tuổi con. Nhưng không ngờ hai người lại hợp nhau như vậy đấy. Con lớn rồi, con hiểu mà bố. Chỉ cần bố sống vui vẻ, hạnh phúc thì bố sống với ai cũng đồng ý. Cảm ơn con gái. Vãi lạ. Ở son đâu được nhỉ? Rõ ràng để trên bàn mà. Gì này? Lấy sờ gì? Chúc quá. Ông ta để cho Trang Anh toàn bộ số tài sản đó. Ngay cả công ty cũng đúng tên nó luôn á. Thì mình là cái quái gì? Mình lấy ông ta là vì tiền mà. Sau này ông ta chết đi, mình sẽ có tất cả. Thế mà bây giờ thì ra đi trắng tay á. Không thể như thế được. Không, không thể như thế này được. Tại sao ông ta lại đối xử phũ phàng với mình như thế chứ? Đã vậy, mình phải ra tay trước. Ông đừng có trách tôi là ác. Tất cả là tại ông đối xử với tôi không ra gì mà thôi. Em làm sao đấy? Em chịu hết nổi cái lão già đấy rồi. Mất bao công chắn hắn, cưới xong rồi tưởng hắn là sẽ chết. Rồi cả cái đống tài sản lại thuộc về tay em. Ai ngờ. Thế làm sao? Lại là đứa con riêng ấy đúng không? Chỉ nó chứ còn ai nữa. Cứ tưởng là tất cả sẽ thuộc về tay mình. Rồi nó kiên quyết không về nước nữa rồi. Nhưng mà ai ngờ, lão ta gọi bằng được nó về. Còn viết sẵn di chúc nữa cơ. Hầu như số tài sản đấy thuộc hết về tay nó. Có nghĩa là em không được một thứ gì á? Cũng được một xíu, nhưng mà chỉ bằng cái ngón tay của nó thôi. Tức ghê. Không được rồi. Kế hoạch của chúng ta không thể nào mà đổ bể như thế này được. Phải đấy. Em cũng nghĩ kỹ rồi. Mình phải đi trước nó một bước. Anh theo dõi nó, xong rồi tạo ra một vụ tai nạn. Phải làm cho nó thân bại danh liệt. Chết luôn tại chỗ cũng được. Gây tai nạn dễ, nhưng mà anh thấy hơi phí. Bởi vì là trông nó cũng xinh. Cái gì? Anh thích nó rồi đấy à?
Ôi, chưa nói hết đã nhảy dựng lên rồi. Ý anh ở đây là anh đang có mấy cái mối đại gia mua bán phụ nữ còn trinh. Hiểu chưa? Sao? Anh tính... Đúng vậy. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ tương kế tiểu kế, cho nó uống thuốc. Đợi đến lúc nó mê man thì mình bán cho đại gia. Mình sẽ kiếm được một khoản rất là khá khá từ cái vụ này. Đến lúc mà nó tuyệt vọng ấy, mình đâm sầm vào nó. Ê, kiểu gì người ta chả nghĩ là nó thất vọng quá nó tự tử. Anh thông minh thật đấy. Thực hiện luôn đi anh. Nhưng mà trước khi thực hiện ấy, thì em phải chiều anh một tí chứ. Con gái, con có nhận ra bố không? Không, ông là đồ tồi, bỏ ra, bỏ tôi ra. Bố là bố của con đấy mà. Ông em... bỏ tôi ra. Khổ thân con bé quá. Bị kẻ xấu hãm hại. Không biết là nó bị hãm hại ở đâu. Để mình còn đến đòi lại công bằng cho nó. Anh đã báo công an rồi. Nhất định là họ sẽ tìm ra kẻ hãm hại con bé. Ôi con tôi, tôi còn cả một tương lai dài như trước nữa. Con khổ thân con bé quá. Ông là đồ xấu. Ông bỏ tôi ra. Con tỉnh lại đi. Bỏ tôi ra. Con tỉnh lại đi. Con gái. Mày thế. Tự nó lại bị điên. Đấy cần mình phải ra tay cho nó bị tai nạn giao thông. Càng nhà cho nó. Này, ăn đi. Lắc cái gì mà lắc, ăn luôn đi. Tao hầu mày ấy, mấy hôm nay mệt phát điên lên rồi đấy nhá. Ăn được thì ăn, không ăn được thì chết đi. Đừng bắt người ta phải khổ nhá. Ăn đi. Thôi, nhá. Thôi, đừng có làm hại tôi. Thôi, em hạ hỏa đi. Em tức phát điên lên được ấy. Hết cái chăm sóc cái lão già kia lại đến cái con điên này nữa. Ôi, cố lên. Đến khi nào ấy, em dụ dỗ hắn ký giao quyền công ty vào nhà cho mình. Đến lúc ấy mình bán hết đi, cùng nhau bỏ trốn. May mà có anh đấy, khỏi em tức phát điên lên rồi. Nhưng mà cũng may thật. Tự nhiên mình vừa có tiền, mà con bé kia lại hóa điên. Chả phải đụng chân đụng tay gì nữa. Mọi chuyện cứ thế thuận lợi cho mình. Đợi một thời gian nữa, chúng mình sẽ có tất cả anh nhá. Nhưng mà hôm nay cho anh ở đây nhá. Đằng nào chồng em cũng đi công tác rồi. Anh cứ té ga đi. Con điên kia nó tự khóa nó trong phòng rồi. Chồng em á, cuối tuần mới về. Vậy bây giờ anh sẽ làm cho em sung sướng đi, phát điên lên. Ghét anh quá cơ. Bây giờ tôi sẽ cho hai đứa gian phu dâm phụ lên phường nhá. Sao anh? Sao cái gì? Sao tôi lại ở đây đúng không? Cô tưởng tôi đi công tác dẫn nhân tình về nhà hú hí à? Tưởng qua mặt được bố con tôi chắc? À, không không, à, anh ơi, anh cứu em với. À, đây đây là cái thằng thợ súng nữa anh ạ, nó đi hãm hiếp sàm số em ấy. Anh, cô tưởng tôi tin cô chắc hả? Anh phải tin em chứ, em là vợ anh mà. Anh gọi ngay công an đến gô cổ lại đi anh, nhanh. Thôi, cô bỏ ngay cái màn kịch vớ vẩn đấy đi. Tất cả các hành động quá mức của cô đã được thu lại rồi. Cả những hình ảnh. Cô đối xử tàn tệ với con gái tôi nữa. Anh, em bị hãm hại anh ạ. Có người hãm hại em. Sao? Giờ cô lại định bảo tôi là người hãm hại cô à? Cô tưởng tôi bị điên. Bị vị đại gia mà hai người mang đến sàm sỡ đến phát điên sao? Sao có chuyện đấy được? Lẽ ra mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch dơ bẩn của hai người. Nhưng mà thật không ngờ, vị đại gia đấy lại chính là con trai của một bà cụ được tôi đưa về trong lúc lạc đường. Ông ấy không những mang ơn tôi mà lại còn giúp tôi vạch ra bộ mặt thật của hai người nữa. Không, không thể nào. Hai người không cam tâm tôi về nước, sợ toàn bộ số tài sản sẽ về hết tay tôi. Thế cho nên là tương kế tiểu kế để hãm hại tôi, có phải không? Trang, con hiểu nhầm mẹ rồi. Bà bỏ tôi ra. Có một bí mật mà bà không hề biết.
Đấy là tôi đã lắp camera khắp căn nhà này để có thể thu lại hành vi xấu xa của bà và cho bố tôi biết. Anh ơi, tôi không ngờ chỉ vì chút tham lam mà cô đánh mất tất cả. Đây là chuyện gia đình, tôi không biết gì cả. Đồ tôi anh ơi, anh tha cho em ạ. Là nó, tất cả em chỉ làm theo chỉ thị của nó thôi. Em không biết gì hết, anh. Cô im đi. Đến nước này đã không biết lỗi của mình, lại còn đổ lỗi cho người khác à? Cô có biết là cô đã đối xử tàn tạ với con gái của tôi như nào không? À! Trang ơi, tha lỗi cho mẹ luôn. Trang. Cô im đi, cô không có tư cách để xưng mẹ với tôi. Bởi vì thương bố tôi, thế cho nên tôi mới chấp nhận cô. Vậy mà cô còn không biết điều, còn tìm cách hãm hại tôi à? Mẹ. Nếu tôi không kịp thời ngăn chặn thì người bị hại tiếp theo đã là bố của tôi rồi. Cô đừng bao giờ xưng mẹ với tôi một lần nào nữa. Nể tình, cô đã từng là vợ tôi nên tôi bỏ qua chuyện này không báo công an. Nhưng mà còn chuyện ở lại thì không bao giờ. Tôi không ngờ cô lại độc ác như thế. Tôi không thể dung thứ được. Tôi cảm thấy ghê tởm cô. Giờ thì cô cút ngay ra khỏi nhà tôi ngay. Em xin lỗi. Cút ngay. Bố có sao không ạ? Bố không sao. Là bố không tốt rồi. Bố đã không tìm hiểu kỹ để rước rắn độc về nhà, suýt nữa thì làm hại đời con gái bố rồi. Con không sao, con chỉ cần bố hạnh phúc thôi. Thế là tốt rồi. Giờ bố con mình sẽ mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau con nhé. Trang ơi, có chuyện gì vậy bố? Con đang nấu cơm. Con ngồi xuống đi. Bố quà cho con này. Quà à? Ừ. Con đi nước ngoài về lâu rồi, bố chưa mua được quà gì cho con cả. Con xem này. Gì vậy bố? Cái này là viên uống đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý như tảo xoắn, spirulina, tảo lục, chlorella, glutathione, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tố nữ, collagen, giúp làm đẹp da, mờ vết nám, tàn nhang. Ngày uống 2 viên tảo sâm kết hợp với bôi kem chống nắng ban ngày, Riskin Sunscreen, giúp bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại tác hại của các tia UV, giúp da trắng sáng, giảm nám sạm. Đặc biệt là kem chống nắng Riskin này còn có tác dụng dưỡng ẩm, tăng đàn hồi cho da nữa. Thật vậy ạ? Bố đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ rồi, con cứ yên tâm mà dùng nhé. Bố cứ như là nhân viên tiếp thị ý nhỉ? Chị ân, giám đốc, ăn nói có kém gì đâu. Mà còn nữa, buổi tối con nên dùng cái loại kem dưỡng da ban đêm Riskin Night Cream trị nám này này. Đảm bảo là sau vài tuần con sẽ có làn da đáng ngưỡng mộ đấy. Con cảm ơn bố. Thôi, con tranh thủ ngồi bôi kem đi, để bố đi nấu cơm nốt cho. Nhớ uống cả tảo sâm nữa đi nhá. Dạ vâng ạ.
Bố thấy con thế nào? Ồ, con gái của bố xinh lắm. Tất cả là nhờ Tảo Sâm và kem chị làm của bố đấy. Da con đẹp hơn hẳn với này. Kohino chứ. Vâng, thì của tập đoàn Kohino Star. Gì nữa đây? À, mà hôm nay con có hẹn với bạn trai. Hôm nào con dẫn anh ấy đến ra mắt bố nhá. Chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là ai cũng đồng ý hết. Điều kỳ diệu mang tên